Kính thưa quý diễn giả, Trường đang có mặt tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì trước mặt Trường là cái phòng trọ của hai cô chú Tư, mình hay gọi là chú Tư Nhiệm. Con chào chú Tư, chào cô nha. Dạ, chào chú Trường. Bà con. Dạ, cái hoàn cảnh của chú Tư, cô với lại bé Hồng Thương thì quý diễn giả cũng đã biết ở các cái tập phim trước rồi, Trường cũng quay khá là nhiều về cái hoàn cảnh của cô chú rồi. Thì bữa nay Trường có đi ngang Bến Tre đây thì cũng ghé thăm cô chú, ghé cái phòng trọ của cô chú. Thì cái sơ bộ cái hoàn cảnh của cô chú hồi trước là ở trong một cái nhà tạm ở trong vườn ở sâu trong á. Thì cái thời điểm mà Trường tới thì đây là trước mặt Trường là bé Hồng Thương này, quý diễn giả. Hồng Thương. Dạ. Con chào cô chú, chào khán giả đây. Dạ. Được rồi, để nó đang pha nước cô. Thì cái hoàn cảnh của cô chú là hồi cái thời điểm Trường gặp là, được rồi con làm đi để xíu lại nói chuyện này. Cái thời điểm Trường gặp là cô chú đang ở trên cái đất đậu mà còn một tháng nữa là phải chuyển đi. Thì sau khi được các mạnh thường quân giúp đỡ thì cô chú chuyển ra cái nhà trọ ở đây đó. Ở đây thì hồi trước mà ở trong vườn thì chú thì đi bắt cá, đặt lợp bắt cá, còn cô thì ở nhà với bé Hồng Khương, tại vì cô cũng bệnh. Hồi đó tới giờ cũng hồi con gặp cô tới giờ là cũng năm cũng hơn năm rồi hả cô? Dạ hơn rồi chú Trường. Dạ. Thì cái thời điểm đó thì cô vừa bị ung thư rồi bị gì ta, tiểu đường, tim. Dạ tim nữa, thì bao tử. Bao tử. Dạ. Dạ. Thì như thời gian qua cũng uống thuốc đều hả cô? Dạ. Uống thuốc ngày nào cũng uống chú Trường. Dạ. Bây giờ có uống thuốc gì lấy nha. Có loại thuốc gì con? Dạ thuốc thuốc tây chú. Thôi được rồi, con ngồi đi, được rồi con hỏi gì còn bỏ dưới. Dạ. Không em gì. Thì mấy nay có đi Sài Gòn trị bệnh không cô? Dạ có chú Trường. Dạ. Đi lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi bệnh viện Gia Định rồi bệnh viện Ung Bướu nữa. Dạ. Dạ. Bé Hồng Thương xong chưa ra? Ngồi con. Đang ngồi chú Trường nói chuyện trước đây. Ngồi với mẹ đi, ngồi bên mẹ đi. Ngồi đây nè. Ừ. Đó, đây là trước mặt Trường mặt áo hồng, đó là bé Hồng Thương. Bé Hồng Thương thì như Trường đã nói ở các cái tập phim trước á, thì bé Hồng Thương là cô bé bị tâm thần. Năm nay là 25 tuổi. Trong giấy thì để là tâm thần, nhưng mà bé chỉ hơi bị khờ thôi chứ cũng không có giống như các cái trường hợp mà bị tâm thần khác đó. Thì mình gọi tâm thần là tại vì trong giấy cái bác sĩ kết luận vậy đó. Hồi nhỏ thì cũng có đi học mà học tới năm lớp một Hồng Thương, trời ơi, Hồng Thương mời Trường uống nước nè. Mấy tập trước là Hồng Thương không có thèm nói chuyện với chú Trường. Ai điện luôn hả? Có điện thoại luôn hả? Dưỡng. Rồi tắt đi. Đó, ở các cái tập phim trước thì Hồng Thương không có chịu nói chuyện trên trên đó, mà giờ thấy cũng có vẻ đi ra ở ngoài phố thị thì nói chuyện có vẻ như nhiều hơn hồi ở trong giường hay là sao cô? Dạ. Đó. Gầy nó riết thì nó cũng hơi đỡ dạng dĩ hơn ha. Dạ. Dạ. Thấy có tiến triển thì cũng tốt rồi. Dạ. Nhưng mà thấy ốm hơn hồi trước. Dạ, nó bệnh ghê ghê hoài chú Trường. Dạ. Như nay là bị gì cô? Dạ, cô... nó ói với chú Trường. Ói hả? Dạ. Rồi. Làm sao? Nó bệnh phù nề với cuốn bao tử, chú xưng cuốn bao tử với bao tử bị viêm nữa. Dạ, vậy là nó mình cũng như nó suy thượng thận. Suy thận hả? Suy thượng thận. Dạ. Trời ơi, cái gì mà nguyên cả nhà bị bệnh hết trơn à. Nè, bé Hồng Thương thì bệnh tâm thần, rồi giờ mới nghe là bị suy thượng thận, còn cô á, thì bị tim, thì dạ dày, ung thư. Dạ. Rồi còn chú á, thì bị chú Tư thì bị liệt hai cái chân. Tôi cũng bị bệnh tùm lum hết trơn. Rồi còn cái gì nữa chú? Ở quanh tim hai lá nữa. Rồi nó ho gầy gầy, bệnh gầy gầy hoài. Dạ, đó, nguyên cả nhà bệnh vậy đó quý diễn giả. Mà thu nhập thì chỉ có phụ thuộc vô cái tiền bán vé số của chú Tư. Vậy mà nó cướp vé số của chú nữa, thiệt tình.
bữa nó mà cướp tầm 40 tờ giấy số đau khổ rồi chứ. Bữa rồi về báo công an rồi về nhà luôn. Rầu hết muốn đi bán luôn ha, ngoài ngày sau rầu quá. Rầu muốn không đi bán nổi. Bữa giờ chú Tư cũng ở nhà một hai ngày này rồi, tại vì chú cũng đang bị cảm. Chú nay ở nhà hai bữa rồi. Dạ. Mời đi bán rồi. Dạ. Thì đó, bé Hồng Thương thì để từng nói tiếp là hồi trước nó đã đẻ ra là nó đã bị chậm hơn so với lại mấy đứa khác rồi. Nó học lớp 1 mà 5 năm nó mới học qua, tới năm lớp 2 là hết học được rồi. Dạ. Qua năm lớp 2 là tôi bệnh ở chỗ trường. Dạ. Cái người bệnh mổ á, bệnh ung thư rồi mổ. Cái người không ai đưa thuốc hết rồi cho nó nghỉ luôn. Dạ. Dạ. Rồi giờ Hồng Thương có biết đọc biết viết gì không? Rất ít. Hả? Ít hả? Giờ viết tên chú Trường được không? Không. Viết tên chú Trường được không? Viết được không? Được luôn hả? Vậy hả? Vậy cũng được rồi. Rồi biết đếm tiền không? Không. Không biết hả? Vậy thì sao đi chợ? Nó đâu có đi chợ được chú Trường. Dạ. Đi với mẹ. Dạ. Đi với mẹ hả? Dạ. Dạ. Đó. À, Hồng Thương hồi trước còn có da có thịt hơn đó quý vị khán giả, thì nhìn xinh gái dữ lắm, nay ốm rồi. Em định. Bệnh hả? Bệnh sao? Chị thận. Bị thận hả? À, ở Hồng Thương có nhớ cái anh hôm bữa mà ghé nhà đây không? Anh Thia. Anh gì? Anh Thia. Thia nào? Đâu phải cái anh mà đòi cưới Hồng Thương đâu. Anh Thia. Cái anh mà hổng vô trường dẫn với cái cô dẫn đó. Anh Dũng. Anh Dũng đúng rồi. Mà anh thuốc như miệu miền. Rồi nhớ anh Dũng luôn ha. Rồi có muốn gặp anh Dũng không, để bữa nào dẫn Dũng đi nè. Muốn không? Muốn. Có nhớ Dũng không? Đấy. Nhớ không? À, giờ nói, giờ, giờ hỏi Hồng Thương là khoái anh Dũng hơn hay là khoái cái Hia kia hơn? Cái Hia gì mà hôm bữa mà tới mà đòi cưới đó? Không khoái. Hả? Không khoái Hia đó hả? Hia nó già rồi phải không? Già bằng chú Đường chưa ta? Già. 59 tuổi. Mấy? 59. 49 tuổi hả? Mà vậy? Đi chú Trường. Dạ. Đi về nước rồi. Về nước rồi hả? Dạ. Ủa vậy là đó là người nước ngoài hả? Dạ, người mình mà gì sổ lỗ mũi gì sổ lỗ tai. Vậy hả? Mà ở nước ngoài mà diện này chơi. Vậy là Việt Kiều ha. Dạ. Thì tên anh chú ở cái nước gì coi không nhớ, nay quên rồi. Thấy Hồng Thương trên mạng xinh gái quá thì chạy tới đây đòi cưới luôn ha. Dạ. Trời ơi. Thì tới có đưa gì đồ mình gọi là cái gì ta? Đồ đó. Đâu lấy cho chú Trường coi coi. Nó ổng ở Thụy Điển mà không phải Thụy Điển. Ừ, đúng rồi chú. Thụy Điển hả? Dạ. Đâu lấy xuống đây khoe coi Hồng Thương. Rồi tặng Hồng Thương hai con này á hả? Trời ơi đó quý vị khán giả thấy không? Tới đó, tới thăm Hồng Thương mà cho Hồng Thương một con gì đây? Dịch nè. Đây một con này lấy gì đây? Chó. Chó nè, Hồng Thương ôm đi nè. Đó. Chú Trường biết không, có cho anh con chó thiệt nữa. Vậy hả? Mà cho chị nó gì dưới à? Vậy ở hả? Đây nuôi đâu được chú Trường. Vì cho chó thì có cho gạo để cho nó cơm cho chó không Hồng Thương? Không. Chỉ cho chó thôi hả? Rồi có cho tiền để mua thức ăn cho chó không? Không. Kỳ vậy? Vậy Hia chơi vậy thì ai chơi lại Hia? mà nếu mà Hia rước qua Thụy Điển sống thì có đi không? Không đi hả? Không dám. Sao không dám? Sao nói chú Trường, anh Trường nghe đi. Sao không dám? Qua bên nước ngoài sống đã lắm. Sợ gì con nói em. Sợ yêu. Sợ gì? Sợ yêu. Sợ đi luôn. Sợ đi luôn hả? Thì qua bên đó thì lâu lâu gửi gửi quà, gửi đồ rồi gọi điện về cho hai ông bà được rồi. Đi không được. Sao không được? Nước ngoài. Nước ngoài. Nước ngoài điện không được. Nước ngoài điện không được, sao mà điện được? Sao người ở nước ngoài người ta gửi tiền về được mà sao điện không được? Về không được. Mỗi lần mà gửi cho chú Trường tiền là người ta cũng điện về cho chú Trường vậy. Bữa nay có chú đây để chú Trường coi, đây có anh
Khánh Nguyễn ở đây quý vị khán giả. Đây. Uống nước là tiếp tục. Dạ. Chà, mờ quá, thôi để con đọc đi. Có anh Khánh Nguyễn ở Houston, bang Texas ở Mỹ gửi cho Hồng Thương $100. $100 là đổi ra được 2.3 triệu. Với lại có một cô là cô Nga Bùi gửi cho Hồng Thương 1 triệu đồng, gửi thông qua chị Loan á. Chị Loan hôm bữa về có tới với con đây nè. Yeah. Bữa nay chị Loan có cái đám ma, ba chị Loan mất không đi được. Dạ, bệnh già hay sao chú Trường? Dạ, cũng lớn tuổi rồi. Dạ, dạ. Rồi nay con đi mình xuống con trao cho chú Tư với cô với bé Hồng Thương ha. Dạ. Là tổng cộng là 3.300.000 ha. Đây, dạ. Con gửi cô ha. Dạ. À, của chú anh Khánh Nguyễn với lại Nguyễn Khánh với lại cô Nga Bùi. Dạ. À, đúng rồi. Khánh Nguyễn. Dạ. Mình giờ nói được chưa chú Trường? Dạ cô nói đi con. Thì tôi cũng cảm ơn cô Khánh, chú Khánh Nguyễn với cô Nga Bùi. Nga Bùi. Dạ. Dạ rất cảm ơn nhiều chứ không biết nói gì hơn. Dạ. Dạ. Rồi thì cô chú giữ tiền cẩn thận ha. Dạ. Giờ thấy cứ mỗi lần trao tiền vậy là con sợ qua ngày sau cái là đăng video lên cái là thấy có người tìm tới rồi, thấy mình quải quá. Dạ. Nên là cứ mỗi lần tao xong là giờ dặn thêm video vậy đó. Dạ. Mỗi lần mấy lần trước là con cũng có dặn nhưng mà kiểu như tắt video rồi con mới dặn, nhưng mà giờ con phải nói trong video luôn để cho ví dụ như có ai coi á. Dạ. Biết người ta cảnh giác. Dạ. Cho thấy quải quá. Dạ. Lừa đảo là tùm lum hết trơn. Cái cô mà đó cũng còn trẻ chứ được. Chứ không phải 50 tuổi hả? Dạ chắc cỡ 40 mấy tuổi trở lại à. Dạ vậy đúng rồi đó. Nhưng dạ. Mà đi xe đỏ là thấy đúng rồi đó. Dạ. Nghe nó cũng gạ cái người cái bà bán rau đâu trên này nè. Dạ. Yeah. Nghe bà chủ nói, bà chủ nhà trọ nè. Dạ. Yeah. Cũng mong là công an người ta tìm ra chứ để hoài vậy một lừa hết người này tới người khác vậy mà hoài từ tỉnh yeah. này qua tỉnh khác luôn á. Mà kiểu gì cũng tìm ra, giờ công an nó họ không làm thôi chứ làm là ra, tại vì có camera rồi khắp nơi rồi. Yeah. Đi thì bịt khẩu trang cái hút dưới miệng với nụ mũi bịt chịch à. Dạ. Thấy cái con mắt không à. Dạ. Dạ. Sao Hồng Thương em vậy Hồng Thương? Dạ. Nhớ Hia hay gì vậy? Có. Ừ? Con cảm ơn nhớ Hia à? Cô với chú ở ngoài Mỹ hay con? Cảm ơn nhờ. Cô chú Nga Nhĩ. Nga Nhĩ hả? Cái ơn cô chú Nga Nhĩ ha. Dạ, thôi đừng có đi Thụy Sĩ, đừng có đi Mỹ gì hết trơn, giờ qua Mỹ Tho đi. Qua Mỹ Tho với lại chú Trường đi. Không. Hả? Không có, qua chú Trường mà. Đi qua chú Trường, chú Trường ở Mỹ Tho đây nè. Qua Mỹ chứ qua chú xa Trường xôi. Ơi. Không, ở cha mẹ. Ở cha với mẹ thôi. Mấy con Mỹ Tho không có nào. Dạ, gần xe. Xe. Ừ. Ủa rồi, cha mẹ thì cũng già, thì cũng mất, rồi. Hồng Thương cũng phải đi lấy chồng chứ. Chú Trường biết không? Hả? Tôi hả? Em lấy chồng được. Hả? Em khờ lắm. Nó khờ lắm. Em khờ lắm không lấy chồng được hả? Nó nay gái tôi sống 10 năm nữa chú Trường. Trời ơi, mới sống 10 mà gái có 10 năm. Thế là 70 là chết rồi đó. Gái sống 10 năm nữa. Mà gái bả chết sớm chứ hả? 30 năm nữa. Mấy? Cái đó là trăm năm rồi đó. Sao hai bàn tay đó là sao, ý là sao? 10 năm hả? 10 năm mà năm nay mới má mới 60 à? Không đâu. Hả? Không đâu. Để thêm khoảng 30-40 năm nữa đi. Dạ đi con. Dạ. Ừ, giờ sống 100 tuổi rồi bình thường mà. Nhưng mà giờ Hồng Thương phải đi lấy chồng đi. Không. Thôi à? Anh có cái chỗ này đẹp được đó, anh đó cũng đẹp trai đó, chịu không? Chịu không con? Không. Không chịu hả? Con nói chuyện với chú Trường nói đàng hoàng.
có chịu không? Không. À, Hồng Thương có chịu anh đó là làm quê Kiên Giang, anh đó làm nhà báo, chịu không? Ở ở gần nhà bên nhà, nhà chú Trường bên đây này, bên Mỹ Tho này, được chịu không? Không. Sao vậy? Chơi nhà báo nghèo hả gì? Hả? Có chơi không ngon, ăn lấy chồng. Không. Mà con có chê không? Không. Có chê nhà báo nghèo không? Không. Thôi lấy chồng đi, lấy chồng đi. Nói trường chứ... em nói nhà báo có giàu lắm, nói đi. Nó đó giàu lắm. Trời ơi, nhà báo mà giàu, chú Trường thấy chú Trường không? Tối ngày chạy cái xe cọc cọc vậy đó. Rồi Trường cũng gửi lời cảm ơn tới anh Khánh Nguyễn đã giúp đỡ gia đình bé Hồng Thương hen. Rồi chị thông qua chị Loan, thì chị Nga Bùi có gửi cho Hồng Thương thêm 1 triệu nữa ha. Rồi Trường rất là cảm ơn các mạnh thường quân cũng như là các cái hoàn cảnh khác, các mạnh thường quân khác đã gửi cho các cái hoàn cảnh mà trên kênh Trường đã đăng tải trong cái thời gian qua. Thì cái hoàn cảnh của nhà bé Hồng Thương là vậy đó, thì đã khổ rồi còn bị lừa tới lừa lui nữa chứ. Thì hy vọng là gia đình cũng đủ duyên để trong cái thời gian tới sẽ có nhiều mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ cho gia đình của bé ha, có đồng ra đồng vô chứ. Giờ cả ba người bệnh vậy mà chỉ sống nhờ cái thu nhập của tiền bán vé số của chú Tư. Chú Tư thì bán cũng không đều nữa, tranh cảnh như vậy thì còn bị đủ thứ bệnh như này có gì không giả đó. Như hai bữa nay thì lại bị chú bị cảm không có đi bán được, ngày mai mới đi bán lại. Tôi cũng rất cảm ơn cái người cho tiền tôi ở bên Mỹ, như hai cô, cái cô ở bên Mỹ cho tiền tôi. Dạ. Tôi không biết nói gì hơn. Dạ. Nhưng mà giờ tôi cũng cảm ơn vậy thôi. Dạ rồi. Con sẽ chuyển lời của chú cô về bé Hồng Thương tới các cô chú anh chị mạnh thường quân ha. Rồi Trường xin kết thúc video này ở đây, quý diễn giả tạm biệt quý diễn giả ha.